Thì khu vực này ngày xưa còn gọi là khu vực bến xe Bạc Liêu cũ. Bây giờ quý vị thấy khang trang chưa? Bên tay phải căn nhà cuộc sống nè, nguyên cái dãy nhà này nè, là một căn là mười mấy tỷ không đó quý vị, để dành những cái tiệm mua bán á. Đất này là bây giờ là đất vàng. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị, chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay nhân dịp ngày Quốc Khánh thì Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo một vòng của thành phố Sóc Trăng. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi trên đường này là đường Sơn Đê của phường 6. Thì bà con của khu vực này á thường gọi đây là khu vực của miếu thờ Bạc đó quý vị. Trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó, đó là con đường Lê Lợi, con đường quen thuộc mà lúc nào Cảm nhận cuộc sống đi quay phim cũng đi ngang con đường đó hết. Đây là khu vực miếu thờ Bạc nha quý vị. Quý vị đi thẳng bên kia luôn đó, vẫn là con đường Sơn Đê, nhưng mà bây giờ Cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo lên đường Lê Lợi. Đây, trước mặt Cảm nhận cuộc sống là đường Lê Lợi. Thì tới đây Cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo bên tay trái để đi vô đường xe buýt Nghệ Tĩnh. Thì mấy con đường này á, nếu mà quý vị nào mà coi video của Cảm nhận cuộc sống chắc cũng thấy quen lắm rồi, tại vì thường xuyên Cảm nhận cuộc sống đi ngang khu vực này, thường quay video của những con đường này không à. Thì năm nay á, lễ Quốc Khánh á, ở Sóc Trăng á, không có trang trí nhiều nha quý vị. Chỉ treo cờ ở hai bên lề đường thôi. Thì trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó là cầu cao. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo một vòng khu vực của công viên Bạch Đằng. Cầu cao này thì bây giờ đang sửa lại nha quý vị, mở rộng ra, tại vì cầu hơi hẹp nên cũng khó đi. Thì Cảm nhận cuộc sống qua bên này là tới khu vực của phường 1 rồi nha quý vị. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhưng khu vực phường 1. Thì đường xe buýt Nghệ Tĩnh này á mới vừa làm cống nên đường cũng chưa có láng lắm, không có bằng mấy cái đường như là Trận Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng. Tại đường này đang tráng nhựa cũng như là tạm thôi, một thời gian nữa thì sẽ tráng nhựa láng luôn nên chạy xe nó hơi dằn một tí. Phía trước á là ngã tư của Phan Chu Trinh và xe buýt Nghệ Tĩnh nha quý vị. Rồi tới đây là tới thêm một cái ngã tư nữa nè quý vị, là ngã tư Cách Mạng Tháng 8 và xe buýt Nghệ Tĩnh. Thì Sóc Trăng vẫn còn giãn cách xã hội nên đường phố khá vắng vẻ nha quý vị. Tuy gần ngày lễ 2 tháng 9 nhưng mà đường phố rất vắng. Thường thì những năm trước á thì đường phố rất là đông, bà con đi chơi ra ngoài đường đi chơi rất là đông.
Rồi tới đây thì cảm nhận cuộc sống sẽ vẹo bên tay trái, đi vô đường Nguyễn Huệ. Thì lúc này cảm nhận cuộc sống đang đi lúc sáng sớm nha quý vị, khoảng 7 giờ nên mặt trời mới vừa ló dạng. Thì đi cái hướng này á thì ánh mặt trời nó gọi vô camera thì hơi chói chút xíu. Khu vực này là khu vực công viên 30 tháng 4, còn ngày xưa gọi là công trường giải phóng đó quý vị. Khu vực này là khu vực cầu Bon ngày xưa. Rồi bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo phải để bắt đầu vô con đường Trần Hưng Đạo. Trước mặt là toàn cảnh của khu vực bưu điện của Sóc Trăng. Thì quý vị thấy không, tới những cái vòng xoay á, cái bùng binh á, trước lúc mà có dịch á, mà những ngày lễ á, thì đường trang trí rất là đẹp, nhưng mà năm nay thì chỉ đơn giản thôi, chỉ treo cờ thôi, không có trang trí đường phố. Thì tới đây chuẩn bị tới khu vực công viên Bạch Đằng này nè quý vị. Thì tới đây cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo phải chạy một vòng công viên Bạch Đằng cho quý vị xem. Đây bắt đầu quẹo phải. Đây là khu vực công viên Bạch Đằng nè quý vị. Bình thường thì bà con tập thể dục ở đây rất là đông, nhưng mà bây giờ thì giãn cách xã hội nên không có ai ra đây tập thể dục hết á. Bình thường là 7 giờ sáng vẫn còn tập thể dục nha quý vị. Trước mặt cảm nhận cuộc sống đó quý vị là đường, đó là đường Trần Phú nha quý vị. Đây là con đường Trần Phú nè. Con đường rất đẹp luôn nè quý vị. Cây rất là nhiều, rất là mát mẻ. Con đường khá sạch sẽ và đẹp đẽ. Rồi bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ quay ra đường Trần Hưng Đạo lại. Trước mặt đó quý vị chạy thẳng quẹo phải một cái là sẽ đi vô đường Lê Hồng Phong để qua bên Bãi Sào Mỹ Xuyên. Rồi bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo lại đường Trần Hưng Đạo. Thì quý vị thấy không, bình thường những ngày lễ thì đường Trần Hưng Đạo này treo cờ rất đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì không có thấy trang trí đường phố. Thì bây giờ tới đây cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo phải vô đường Trần Quang Diệu. Nếu mà cảm nhận cuộc sống mà nói đường Trần Hưng Việt, Trần Quang Diệu đó, thì có thể quý vị sẽ không có hình dung ra được. Nhưng mà quý vị sẽ nhớ là đây là con đường đi xuống cuối đường đó quý vị, là Khám Lớn á. Nếu mà nói khu vực Khám Lớn là ai cũng biết hết, mà nhiều khi nói khu vực đường Trần Quang Diệu thì không ai biết đâu. Thì cuối con đường này nè quý vị, ngay chỗ góc ngã tư của Trần Quang Diệu và Nguyễn Trung Trực á, lộ 1 đó, là Khám Lớn nằm ở đó, nằm bên tay phải trong nhà cuộc sống. Thì bây giờ Khám Lớn đã bỏ rồi nha quý vị, nhưng mà vẫn còn cái lô cốt á, cái di tích á, để lại cái lô cốt của Khám Lớn. Đây nè, khu vực này bên tay phải trong nhà cuộc sống nè. Đây vẫn còn cái lô cốt nè quý vị. Rồi trước mặt là đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Đường cắt ngang đó là Nguyễn Trung Trực, còn gọi là lộ 1. Thì bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ quay đầu trở lại.
Khu vực này là khu vực của cơ quan hành chính nhiều nha quý vị, các cơ quan ban ngành rồi đó. Làm thủ tục giấy tờ đồ thì khu vực bên đây nhiều. Rồi tới đây thì cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo bên tay phải để đi vô con đường Châu Văn Tiếp. Cảm nhận cuộc sống nghĩ là nếu mà bà con ở Sóc Trăng á, mà nếu mà không có đi làm giấy tờ đồ á, thì nhiều khi ít đi vô khu vực này lắm. Tại khu vực này cơ quan hành chính không à. Nhưng mà rất là đẹp nha quý vị. Trước mặt cảm nhận cuộc sống đó có một cái con đường đó, đó là con đường Lý Tự Trọng. Cảm nhận cuộc sống đi quay video riết rồi nhìn những cái bản đường á, rồi bây giờ là thuộc hết những cái tên đường của Sóc Trăng luôn đó. Hồi đó không biết tên đường đâu, chỉ biết tụ điểm thôi. Đó, con đường trước mặt là con đường Lý Tự Trọng. Thì khu vực này là khu vực của Vincom La Gia nha quý vị. Khu vực này gọi bây giờ còn gọi là khu đất vàng đó. Đó có Vincom nè. Siêu thị Vincom. Để cảm nhận cuộc sống sẽ đi ra ngoài đường Trần Hưng Đạo rồi chạy một vòng ra sau lưng của Vincom siêu thị cho quý vị xem. Rồi bắt đầu cảm nhận cuộc sống lại đi trên đường Trần Hưng Đạo tiếp. Thì khu vực này ngày xưa còn gọi là khu vực bến xe Bạc Liêu cũ. Bây giờ quý vị thấy khang trang chưa? Bên tay phải căn nhà cuộc sống nè, nguyên cái dãy nhà này nè là một căn là mười mấy tỷ không đó quý vị, để dành những cái tiệm mua bán á. Đất này là bây giờ là đất vàng. Thì bây giờ để căn nhà cuộc sống dòng ra sau cái siêu thị cho quý vị cùng căn nhà cuộc sống tham quan chơi. Đó, những căn nhà ở đây là một căn như vậy là mười mấy tỷ nè quý vị, để dành mở những cái văn phòng mà kinh doanh đó, mua bán này kia rồi đó. Thì trong mùa dịch thì khu vực của siêu thị Vincom Plaza hơi vắng nha quý vị. Đây là sau lưng của siêu thị. Rồi trước mặt là bây giờ là quay trở lại đường Lý Tự Trọng nha quý vị. Hôm nay nhân dịp ngày lễ và cũng ngay cái lúc mà cảm nhận cuộc sống có giấy đi đường, ngay ngày mình được ra đường nên sẵn dịp chạy xe đạp một vòng để quay cho quý vị xem chơi cho vui. Rồi tiếp tục quay trở lại đường Trần Hưng Đạo. Thì cảm nhận cuộc sống sẽ chạy tới ngay chỗ cá ngã tư ở trước á, cái bùng binh ở trước, thì cảm nhận cuộc sống sẽ quay đầu trở lại để đi vô đường Hai Bà Trưng của mình, đường giữa. Thì năm nay ngày lễ nhưng mà ngay cái lúc dịch nên bà con ra đường rất là ít, trang trí cũng không có thấy nhiều nữa, chỉ có treo cờ thôi à. Bình thường là những ngày này vui lắm luôn, xe đông nghẹt ở ngoài đường luôn. Rồi phía trước đó quý vị là cái bùng binh, quý vị vẹo bên tay phải là Phú Lợi, vẹo bên tay trái là đường Lê Duẩn, quý vị đi thẳng luôn là tới sân bay, sân bay Sóc Trăng ngày xưa. Rồi bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ quay đầu trở lại.
lâu lâu thì được đi ra đường, mà đi bằng xe đạp thì sẵn vậy tập thể dục luôn. Quý vị thấy không, đường khá vắng vẻ, nhưng mà hôm nay thì trời rất là đẹp, nắng nó dịu quá, nắng sáng mới có khoảng chừng 7 giờ thôi. Con đường này là bây giờ là thôi không mua nổi, đất khu vực này là đất vàng không à, nguyên cái khu vực này là ngân hàng không, người ta thường hay gọi là khu phố ngân hàng. Quý vị nào mà đã đi xa rồi mà lâu lắm rồi không có về Sóc Trăng thì có thể nhìn không bao giờ ra được thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay. Tới đây là bắt đầu tới khu vực của trường nữ ngày xưa nha quý vị. Trường nữ nằm bên tay phải Cảm Nhận Cuộc Sống, nhưng mà bây giờ thì bỏ rồi, bây giờ là làm công viên rồi. Đây bên tay phải nè, đó bây giờ là cái công viên, ngày xưa là trường nữ. Thì quý vị nào mà xem video của Cảm Nhận Cuộc Sống chắc đều quen thuộc hết những con đường này rồi. Lúc nào Cảm Nhận Cuộc Sống cũng đi những con đường này quay cho quý vị xem hết á. Đi qua đi lại, đi qua đi lại, video mà Cảm Nhận Cuộc Sống quay mấy chục video thì cũng rất là quen thuộc những con đường này rồi. Rồi bây giờ thì sẽ tới khu vực của bưu điện Sóc Trăng này quý vị. Khu vực này là Cảm Nhận Cuộc Sống thấy khu vực này đẹp nhất. Ngay cái vùng binh nè. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Hôm nay được nghe thêm ngay một cái ngày mà mặt trời nó nắng dịu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong đường Hai Bà Trưng, còn gọi thân thuộc thân thương á là đường giữa. Đây là đường giữa của mình nè quý vị, nó vẫn còn giãn cách xã hội nên bà con hai bên đường đều đóng cửa hết. Bình thường là cái đường này đó quý vị đã trang trí đẹp lắm luôn, nhưng mà bây giờ chỉ là năm nay chỉ đơn giản thôi, chỉ cắm cờ ở trước cửa thôi, hai bên lề đường thôi. Đường phố vắng quá à, không mấy gì được vui cho lắm. Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi dạo một vòng
của khu vực công viên Bạch Đằng. Thì video này cũng dài lắm rồi, thì Cảm Nhận Cuộc Sống xin ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ Cảm Nhận Cuộc Sống để Cảm Nhận Cuộc Sống làm những video sau hay hơn. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.